Hello các bạn, như vậy là mình đã trải qua được khoảng gần 1 tiếng rồi sau khi mà mình vẽ đã trải nghiệm cái bộ màu. Ê, vậy để chúng ta xem là cái bộ màu này nó có hiệu quả thật sự trên các chất liệu này không nhé. Bằng cách là mình sẽ cạo cạo nó bằng bằng cái móng tay này. Như vậy khi mà mình cạo chúng ta biết không? Chúng ta nhìn thấy rất là rõ rồi, màu nó sẽ không phai ra tay mà nó cũng không có cái biểu hiện gì là của sự bay màu. Đấy, nhưng chúng ta sẽ cạo mạnh thì đương nhiên nó sẽ ra cả cái lớp da trên bề mặt của chiếc giày này. Thế còn phần màu thì đương nhiên là nó sẽ không bị ảnh hưởng tới da ngang tay. Như vậy mình có thể khẳng định được luôn là cái màu mà mình dùng bút vẽ này là có thể vẽ được lên tất cả những chất liệu bằng da, bằng cả đá hoặc bằng là gỗ nhé. Vậy là cái cốc nước của mình vừa vẽ lúc nãy, bây giờ mình sẽ trải nghiệm xem bằng cách vẽ ở trên bề mặt nhẵn bóng như thế này thì màu acrylic này nó có thể có cái độ bám tốt hay không. Đương nhiên rồi, thì bằng trên các chất liệu bóng như thế này thì cái độ bám của màu nó sẽ hạn chế hơn là trên các chất liệu da. Tuy nhiên là để mà khẳng định được là nếu chúng ta vuốt bằng tay thì màu nó có ra không? À, chắc chắn nó sẽ ra các bạn ạ. Ở đây mình sẽ có thể vuốt tạm 2-3 lần xem là khả năng bám bóng của nó như thế nào. Như vậy là khả năng bám bóng của này để trên cái bề mặt bằng thủy tinh thì nó sẽ không tốt các bạn ạ. Nhưng ngược lại ở đây thì mình thấy qua quá trình mình vuốt thì mình thấy là cái màu nhũ đồng là nó sẽ đi trước, tức là nó sẽ bị bay trước. Còn các màu khác như là màu xanh, màu đen, màu đỏ thì là khả năng bám bóng của nó là sẽ tốt hơn so với lại cái màu nhũ đồng. Khi mình vuốt đều sang một bên thì đương nhiên cái màu nhũ đồng này nó đã bay rồi các bạn ạ, và nó chỉ còn trơ lại những cái màu đen, màu xanh, màu đỏ. Màu trắng lúc nãy thì mình cạo bằng tay các bạn ạ, cạo bằng móng tay thì nó ra, nhưng khi mình vuốt lên như này thì đương nhiên là cái độ bám của nó cũng khá là tốt, nó sẽ không bị bay màu trên cái bề mặt bằng kính và thủy tinh như này. Rồi, như vậy là trải nghiệm tiếp theo của mình thì mình sẽ giới thiệu xem cho các bạn biết là cái màu này là màu nào và mua ở đâu. Xin mời các bạn chú ý theo dõi nhé. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Center S nhé. Hôm nay thì mình cũng vừa mới mua được một cái sản phẩm trên sen đỏ, đó là bộ bút vẽ đa năng. Bộ bút vẽ đa năng này có tên là bộ bút sơn acrylic 12 màu, và mình mua với giá đó là 187.000, khá là mắc. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ xem được cái mức giá 187.000 xem là cái công dụng của nó như thế nào. Sau đây thì mình sẽ trải nghiệm cho cái bút vẽ này trên các chất liệu nhé. Bố xin cảm ơn nhá. Cảm nhận của mình đầu tiên về chiếc hộp acrylic thì cái vỏ bên ngoài nó cũng khá là ấn tượng, khá là bắt mắt các bạn ạ. Nó được in trên một cái giấy bìa, nó cũng khá là cứng cáp và màu sắc thì rực rỡ. Đấy. Và khi mà nhìn vào cái bìa này thì chúng ta sẽ hiểu ngay nó là một trong những sản phẩm mà có màu sắc rất là nổi bật. Đằng sau cái bìa này ấy, thì nó có những cái chữ hình như là chữ Nhật hay chữ Tàu cũng chả rõ, nhưng mà đây nó là một hàng chữ tiếng Anh. Như vậy là trên cái bìa này nó có hai cái chữ. Thế còn ở trên này thì nó có một số cái lưu ý, ví dụ như là cái ngòi của nó là ngòi 2mm, ngòi bên này thì là 2mm và 3mm. Ở đây là có bao gồm các màu vàng đất, màu cam, màu đỏ, màu tím than, màu xanh lục, xanh lam, xanh lục, màu đen, màu trắng, màu đồng và màu trắng hay là màu đá này, màu của đá này. Rồi để khui được chiếc vỏ này thì chúng ta lại phải bóc một cái giấy băng dính nhỏ nhỏ thôi. Ở vị trí này. Hai bên hai cái, mình sẽ tiện đây thì mình sẽ có lấy con dao mình chích ra. Các bạn sẽ phải chích cái này ra, nó sẽ ra được cái phần băng dính này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đó. Bên này cũng có một cái băng dính nữa. Giờ chúng ta sẽ tách nó ra. Rồi, như vậy sau khi mình tách được hai phần băng dính ra thì cái miệng của nó sẽ tự hở ra. Đó. Rồi. Các bạn nhìn thấy không, 186.000 mà chúng ta thấy là giá trị của nó sẽ có 12 màu này. Và bộ màu này thì cái bút của nó to bằng cái ngón trỏ của mình nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không,
nó to đúng bằng cái ngón trỏ của mình thôi. Như vậy lượng trong này là lượng màu acrylic nó sẽ được lắp đầy vào trong này. Tuy nhiên mình cũng chưa sử dụng cái màu này bao giờ, mình cũng không hiểu là sau khi hết màu thì là màu acrylic này sẽ xử lý như nào, cũng có thể là cho thêm màu hoặc là vứt đi hoặc là như nào đó, thì mình cũng chưa thể sử dụng và chưa hiểu được cái cách của nó. Ở đây chúng ta thấy là màu nó vẫn chưa ra, để chúng ta phải sử dụng đó là tay để vặn cái nắp màu ra. Đấy. Bằng cách là chúng ta, mình nghĩ là khi mà làm như này ấy, thì nó sẽ bơm màu được bên xuống bên dưới này. Đấy, các bạn nhìn thấy như vậy là màu nó đã chảy xuống ngấm xuống bên dưới đầu bút rồi. Giờ thì mình sẽ trải nghiệm nó bằng cách đó là mình tô màu nó trên cái phần nền giấy và được phủ lên một lớp ống bút chì rồi. Vậy cảm nhận đầu tiên là khi mà mình vẽ này trên bằng sổ quyển sổ vẽ của mình ấy, thì mình sẽ đưa màu lên thì nó sẽ kèm theo đó là những cái ganh rất là nhỏ, nó đã làm mủn giấy và nó sần nó lên. Như vậy là nó đã tạo ra những cái như kiểu là cái cặn, cái ghét của cái tờ giấy này, chúng ta nhìn thấy không? Và nó sẽ khi mà vẽ lên cái quyển sổ này thì giấy nó sẽ sần lên. Nhưng mà đặc biệt là lớp màu acrylic đã được phủ lên bề mặt giấy và phủ lên chồng lên cái lớp mà mình vẽ bằng bút chì ấy, thì nó đã phủ gần như là phủ kín. Tuy nhiên thì nó vẫn để lại một chút là hơi đen một chút. Có thể là mình chồng lên một lớp nữa thì khả năng là màu nó sẽ tươi hơn và nó sẽ không còn cái màu đen của bút chì nữa. Đó, như vậy là sau khi mình đã phủ được kín cái bề mặt giấy của trên cái hình cái quả này rồi thì mình đã thấy có một điều đó là rất là đặc biệt, đó là màu lên thì nó không được tươi bởi vì lớp bên dưới của nó là một màu chì rất là đen. Cái thứ hai nữa là khi mà vẽ trên giấy thì nó sẽ làm cái bề mặt giấy nó bị sần lên. Đấy, nó bị tạo ra cái lớp giấy nó vụn. Đấy. Giờ thì mình sẽ trải nghiệm tiếp một cái công việc nữa, đó là mình sẽ phủ lên một cái lớp gọi là lớp sáng hơn cái lớp màu đỏ này bằng cái bút màu màu vàng này thì mình sẽ xem là cái màu khi mà phủ lên bên trên ấy thì là màu nó sẽ ra sao. Rồi các bạn phải tháo cái phần ngoài ra, sau đó chúng ta dùng ấn bút xuống như này, như kiểu là chúng ta đang bơm hơi vào bên trong và cái acrylic cái màu bên trong nó đang chảy ngấm dần xuống cái đầu bông này. Đấy, đầu bông chính là đầu bút. Và đầu bút này là 2mm các bạn nhé. Rồi, như vậy là màu đã ra rồi các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ tô được những cái mảng sáng lên cái phần quả này. Tuy nhiên là cái độ sáng của màu cam với màu đỏ này nó hơi chênh lệch nhau quá các bạn ạ. Làm thế sao để mình có thể xử lý được thì tí nữa mình sẽ có một cái trải nghiệm tiếp theo. Đó là mình trong lúc màu nó đang ướt như này thì màu nó đang ướt như này, mình sẽ trồng một cái màu đỏ lên để xem là hai cái màu này nó có nhuyễn ra nhau không. Theo nguyên lý thì là nó sẽ là nhuyễn ra nhau, mà nó sẽ sau khi hòa trộn thì nó sẽ ra màu thứ ba. Khá thế là khá là ưng ý, bởi vì là cái lớp màu mới này nó sẽ trồng được lên cái lớp màu nền trước đó. Rồi, trước mắt các bạn đó là một đôi giày da của ai, của bà xã mình nha các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm nó bằng cách đó là vẽ cái này màu này lên trên chiếc giày chất liệu da này xem nó như nào nhé. Dường như màu ở trên cái phần bề mặt chất liệu da này ấy, thì màu của nó có vẻ ổn hơn trên giấy rất là nhiều các bạn ạ. Ở đây thì sau khi mà mình vẽ lên da thì cái bề mặt da này nó không có khả năng hút nước, cho nên là màu nó sẽ đọng được lại trên này và màu nó sẽ tươi hơn là khi mình vẽ ở trên giấy các bạn nhé. Hiển nhiên thì là sau khi mà vẽ mình nó tươi như vậy thì cái mà chúng ta cần lưu ý nó là khi mà vẽ ở đây thì nó rất là lâu khô, cho nên là chúng ta phải để đợi cho màu nó khô rồi chúng ta sẽ tiếp tục sờ vào để tránh tình trạng nó là màu nó sẽ bị nhòe. Thứ nhất là nó sẽ bẩn ra tay, thứ hai nó sẽ làm cái hình của chúng ta vẽ nó sẽ bị nhòe, làm hỏng mất cái hình của chúng ta. Ở đây thì mình không trang trí theo hình ảnh gì cả, có điều
không vẽ theo nó thành bức tranh gì cả, mình sẽ tùy hứng để trang trí, để cảm nhận được cái chất liệu màu này nó có khả năng đặc biệt như thế nào. Màu này trên cái nền màu trắng. Giờ thì mình sẽ trải nghiệm của nó trên cái nền màu tối, với cách sử dụng những cái màu sáng hơn như thế này, ví dụ màu vàng đất như thế này các bạn nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ điểm lại một vài chi tiết ở trên cái phần dày này. Ô, khá là ổn các bạn ạ. Màu sắc khi mà lên cái chi tiết này lên trên dày này, chúng ta thấy là màu nó khá là nổi các bạn ạ. À, gần như cái bút này nó không phân biệt được là nền màu gì. Đấy. Có thể là đó là một cái ưu điểm của cái bút này. À, có thể là nền của nó màu sáng, màu tối thì đều được hết các bạn nhé. Ừ, đấy là một cái ưu điểm mà mình thấy rất là thích. Rồi, như vậy là các bạn thân mến, như vậy là cái chất liệu thứ ba mà hôm nay mình muốn trải nghiệm của cái bộ bút acrylic paint, thì xem là nó có thể vẽ được lên cái chất liệu bằng thủy tinh như là cái cốc nước của chúng ta đang thấy là mình đang cầm đấy nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm, đó là màu đầu tiên, nó là màu đỏ. Ở cái đầu bút này thì mình có thấy một cái nó còn hạn chế, đó là khi mình tháo ra như này, mình muốn cái nắp nó không bị thất lạc mà mình cắm vào đây, thì đương nhiên là cái chỗ này nó không thể cắm mà nó không thể gắn bút ở cái phần đầu ở phía trên nhé. Như vậy muốn vẽ thì chúng ta phải để một cái nắp bút ra vị trí bên ngoài, nó dễ bị thất lạc bút. Tiếp theo, màu thứ hai mình sử dụng nó là màu vàng. Đó, như vậy là cái trải nghiệm của mình về những cái cặp màu. Hôm nay mình
vừa mua cho các bạn, thì chắc chắn là đến giờ phút này thì các bạn sẽ có những cái đánh giá riêng của bản thân mình. Nhưng mà bản thân mình khi mà sử dụng xong cái bút này thì mình thấy có một cái rất là hay, rất là đặc biệt, đó là được cái bộ bút này có thể vẽ được lên chất tất cả các chất liệu, từ chất liệu giấy, chất liệu bằng da, chất liệu bằng thủy tinh như hiện tại cái cốc mình đang cầm này. Đấy là cái ưu điểm lớn nhất của cái bút này mang lại. Cái thứ hai nữa là màu khi mà phủ lên thì màu nó rất là êm mà nó khá là trong, nó khá là êm mà nó nước nó sẽ đầy, nó chúng ta không phải tô giống như màu sáp. Mà cái hạn chế của màu nước mà chúng ta hay mua ở trên giống như màu dạ ấy, thì chúng ta chỉ tô được trên nền của giấy thôi. Thì còn các chất liệu bằng da, bằng sứ như này, bằng thủy tinh như này thì chắc chắn là chúng ta tô sẽ khó mà không sẽ bằng được cái màu, bộ màu acrylic này. Vậy là cái trải nghiệm đầu tiên của mình ngày hôm nay về sản phẩm này cũng đã kết thúc rồi. Kết thúc tại đây thì mình cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Sau đây thì mình cũng xin dừng video. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc các bạn có một năm mới được hạnh phúc, bình an và sức khỏe dồi dào.